Chào các anh, chào các anh đến với Autobiz. Hôm nay mình mới nhận chiếc Honda CRV thi công một dàn cũng khá lớn, và hôm kia cũng có nhận một chiếc VinFast. Thì sẵn đây, sẵn hai xe đây, mình sẽ làm một cái video tư vấn anh em về cái cách cái này tư vấn về cho khách hàng nha. Thường thường cái này các anh em gara thì nói chuyện bình thường quá rồi. Có những khách hàng hay thắc mắc của mình là như chiếc VinFast kia là hay thanh khách hay hỏi nhất. Xe của anh là bản full 13 lo, thì giờ anh gắn thay thế 13 lo cho nó hay hơn. Thì cái này mấy video trước mình cũng có nói sơ rồi, nhưng mà sẵn đây có hai cái xe này nên mình làm lại để cho mấy anh em khách hàng dễ hình dung. Chiếc này zin của nó là 8 loa, chiếc này zin của nó là 13 loa. Thì hai cái xe này đã chọn cấu hình như thế nào? Việc đầu tiên là chủ xe thích chơi loa 3 đường tiếng và chơi loa cục A. Thì đây là cấu hình cho chiếc Honda CR-V này. Cặp loa trước KS3, bộ này là bộ 3 đường tiếng. Đây, nó gồm 2 loa bass, 2 loa mid và 2 loa treble. Cái này cho cửa trước và cái này cho cửa sau. Bộ 2 đường tiếng, 2 loa bass và 2 loa treble. Thường thường hầu hết các xe, về cơ bản các xe dưới 2 tỷ, mình hay nói các xe dưới 2 tỷ chuẩn hệ thống âm thanh là cặp loa trước, nghĩa là cặp loa cửa trước và cặp loa cửa sau. Thì anh chủ xe này lựa chọn cặp loa cửa trước là loa 3 đường tiếng, cặp loa cửa sau là loa 2 đường tiếng. Ok, nói về chiếc xe này thì zin của nó là 8 loa, 2 loa trên 2 cửa, 2 loa bass trên 2 cửa sau, 2 loa chép trên 2 cửa sau, nghĩa là cái phần cửa sau nó sẽ là 4 loa. Phần cửa trước cũng vậy, cũng là 4 loa. Thì cái xe này zin của nó là 8 loa. Thì anh chủ xe lựa chọn cặp 3 đường tiếng. Như hồi nãy mình nói cặp KS3 thì hai cái loa bass sẽ gắn ở dưới hai cửa trước, hai cái loa mid và hai loa treble sẽ thi công lên cục A. Đây, ví dụ như cái cục này mình cũng có để sẵn đây. Đây là cái cục A. Nghĩa là hai cái loa mid và hai loa treble sẽ được thi công lên đây và đưa nó lên đây. Nếu mà tính tổng cộng loa cho cái xe này thì nó sẽ là 10 loa. 10 loa, 2, 4, 6, 8, 10. Nhưng zin của nó là 8 loa. Thì về nguyên lý chơi thì như mình nói là nó chỉ là cặp loa trước và cặp loa sau. Thì nó tùy vào loại loa anh em lựa chọn. Ví dụ nhiều chủ xe muốn zin 8 loa luôn, thì mình sẽ gắn hai cặp loa phân tầng như thế này. Hai loa bass này sẽ gắn hai cửa trước, hai loa chép này gắn lên vị trí zin trên cái góc kiến ở chỗ cửa trước. Và hai loa bass này cặp cửa sau thì hai loa bass gắn cửa sau và hai loa chép gắn trên tắp bi cửa sau, thì nó sẽ ra vị trí đúng 8 loa zin. Và cần một cái hệ thống đánh, đương nhiên một cái hệ thống âm thanh nó gồm loa, mình hay gọi đơn giản là loa amply và sub. Thì đương nhiên cái phần loa, phần sub thì những cái hệ thống amply và bộ, do cái chủ xe này chơi khá cao nên cái hệ thống amply và bộ xử lý tín hiệu sẽ xử lý cho hai hệ thống loa này. Đây là cấu hình mình cụ thể luôn. Bộ KS3 gắn ở trước, bộ 165K gắn cửa sau. Đây là dòng sản phẩm cao cấp của Focal. Tất cả các dòng sản phẩm này được sản xuất tại Pháp. Và đánh cái hệ thống này là setup là Full Nacti với một cái amply 4 kênh và một cái amply 5 kênh. Tổng cộng là 9 kênh thì 8 kênh kéo loa và một kênh còn lại kéo sub, được xử lý bởi bộ xử lý tín hiệu của Helix, bộ DSP Pro. Xe này cũng anh chủ xe cũng cách âm full xe bằng các vật liệu Dr. Tech. Với Honda nói chung luôn, Honda là một cái xe khá ồn nhất, thuộc dạng là ồn nhất trong cùng một phân khúc với những cái xe khác, nên cái CR-V bên em cách âm cũng khá nhiều. Ok, qua chiếc VinFast SA. Đây là bản full. Bản full nó là 13 loa. Thì như mình hay nói,
không phải nhiều loa là hay, mà cần loa chất lượng, loa xịn thì nó mới hay. Với thiết kế nguyên zinc của những cái hãng xe tự bản thân VinFast này, nó dựa trên cái khung gầm của PM nên cái vị trí loa nó rất là nhiều. Những cái xe sang, những cái xe sang như gọi là những cái xe cao cấp thì thiết kế loa zinc theo xe nó rất là nhiều loa, nghĩa là nhà sản xuất người ta rải loa khắp nơi. Có những xe mười mấy loa, những xe sang nó lên tới 20 mấy loa. Thì với những cái gara và những cái thiết bị ở ngoài như thế này, mình không thể thay thế được hết như thế. Thay thế hết, ví dụ như em nói 13 loa của xe này, nó gồm ở những vị trí nào? Hai loa trên cột C nè. Trên cửa này là 4 loa nữa nè. Nghĩa là hai cửa, cửa này 2 loa, cửa bên kia 2 loa là 6 loa. Hai này 2 loa nữa là 8 loa, hai loa chép 10 loa, dưới gầm ghế 2 loa nữa là 12 loa, và một cái loa trên tắp lô, loa center, tổng cộng là 13 loa. Nhiều loa không phải hay, nên mình cần thay thế những bộ loa cao cấp hơn tí xíu. Và nếu mà tư vấn về cái xe này thì mình sẽ tư vấn anh chỉ thay, như hồi nãy trên chiếc CRV mình nói, anh chỉ thay cặp loa trước và cặp loa sau là đủ. Thì chủ xe này cũng lựa chọn, vì anh chủ xe này cũng muốn chơi ba đường tiến nên cũng phải là lựa chọn bộ ba quay. Đây là cái bộ cho cửa trước nè, nó gồm bộ 165F3E. Cái dòng này là dòng, cũng là dòng cao, cũng dòng sản xuất tại Pháp của Foco. Nó gồm hai loa bass nè, gắn với hai cửa trước, hai loa mid và hai loa trep sẽ được thi công lên cột A. Còn cửa sau nó là hai loa, thì hai loa bass và hai loa trep. Đây là chơi zin của nó 13 loa, thì lúc đó chủ xe lựa chọn lại thì tư vấn thì còn 6 với 4, 10 với một cái loa sub là 11 loa. Nhưng mà cái quan trọng là loa chất, loa xịn nó mới hay, chứ không phải là nhiều loa hay. Với cái cấu hình này thì do chiếc SA, chỗ này nó có một cái lỗ trống, thì mình thi công một cái sub vào vị trí này cũng khá bắt mắt, khá đẹp. Đây, nếu mà ai không muốn chơi cục A, ai không muốn độ chế cho nó cục A, thì xe này mình sẽ làm gì? Gắn hai cặp phân tầng 8 loa, sẽ gắn hai cặp loa phân tầng, nó gồm 8 loa, thì ở sau hai cửa sau 4 loa và hai cửa trước 4 loa. Còn những cái loa center, loa gầm ghế và loa ở cột xe thì mình sẽ ngắt không cho nó hát hết, nghĩa là nó chỉ hoạt động đúng cái 8 loa đó thôi. Nên nhiều khi anh em hay hỏi mình là bây giờ 13 loa thì thay 13 loa như thế nào, thì theo mình và ở mình tư vấn, ở Autobiz chúng em tư vấn thì mấy anh ngắt hết, chỉ thay đúng hai cặp loa trước và cặp loa sau, tùy loại loa phân tầng hay loa đồng trục, hai đường tiếng hay ba đường tiếng thì lúc đó mình lựa chọn thôi. Đây là cặp cục A dành cho VinFast. Đây ví dụ như cặp ba đường tiếng, hai loa bass gắn vô hai cửa trước, hai cái mid và hai cái chép gắn lên cục A, thi công lên đây. Xe này cũng lựa chọn gói cách âm Dr. Tech, cái dòng này dòng nhẹ của Dr. Tech, một trong những dòng khá cao cấp của thị trường. Chiếc Honda chiếc này là chiếc Toyota Camry, cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Anh chủ xe chơi cái cấu hình khá lớn, vừa nghe và vừa show bên ngoài. Hệ thống âm ly, bộ xử lý tín hiệu, sub dây nhỡ. Ok, chân thành cảm ơn các anh.